Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xe Trung Quốc quyết tâm chiếm đoạt thị trường Đông Nam Á làm của riêng. Chịu hạn chế bởi thuế quan ở châu Âu và Mỹ, các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang sẵn sàng thâm nhập sâu hơn vào Đông Nam Á, nơi giá trị thị trường cho ô tô thân thiện môi trường đang lên tới 100 tỷ đô la Mỹ. Các nhà phân tích cho biết, trong khi khách hàng khá giả tại Đông Nam Á đã mua được xe BYD hoặc Ora EV, hầu hết người lái xe ở khu vực này có ngân sách thấp và việc thu hút họ chắc chắn sẽ gây ra cuộc chiến về giá giữa các nhà sản xuất ô tô. Vào tháng 5, Mỹ áp đặt thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, quốc gia dẫn đầu thế giới về sản xuất và bán xe điện. Liên minh châu Âu, EU cũng tiếp bước Mỹ bằng cách áp thuế lên tới 38% từ ngày 4 tháng 7 đối với 3 nhà sản xuất xe điện Trung Quốc là SAIC, Geely và BYD. Quyết định này được đưa ra sau khi một cuộc điều tra chống cạnh tranh với kết luận các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc được hưởng lợi từ trợ cấp không công bằng của Bắc Kinh, đe dọa làm suy yếu lĩnh vực sản xuất xe điện ở châu Âu. Xe điện sản xuất tại châu Âu rẻ nhất cũng có thể mang giá gấp 3 lần xe Trung Quốc. Trong bối cảnh gặp nhiều trở ngại ở các thị trường phương Tây, nhiều nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc hướng tới triển vọng tăng trưởng dài hạn đầy hứa hẹn ở Đông Nam Á, nơi tầng lớp trung lưu đang phát triển đang nhanh chóng chuyển sang sử dụng xe điện. Nên không hoa khi nhận xét xe Trung Quốc quyết tâm chiếm đoạt thị trường Đông Nam Á làm của riêng. Ngoài ra, doanh số bán xe điện toàn cầu đã tăng 18% trong quý đầu tiên của năm 2024 nhờ nhu cầu của Trung Quốc, thị trường xe điện lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, doanh số bán hàng tại Trung Quốc dự kiến sẽ đi ngang, điều này càng làm tăng thêm tính cấp bách cho các nhà sản xuất xe điện nước này tập trung nhiều hơn vào các thị trường khác như Đông Nam Á. Nếu thị trường Đông Nam Á trở thành của riêng của xe Trung Quốc thì có lẽ người dùng sẽ tiếp cận được xe chất lượng thấp hơn xe châu Âu hay Mỹ rất nhiều. Nhà kinh tế học Gary Ng tại ngân hàng Natixis Corporate và Investment, Hồng Kông, Trung Quốc, nói với This Week in Asia, lập trường địa chính trị tương đối trung lập của Đông Nam Á mang cơ hội cho các công ty Trung Quốc mở rộng. Trung Quốc sẽ tăng cường hiện diện của xe điện nước này từ góc độ cung và cầu, nghĩa là doanh số bán ô tô và sản xuất trong nước sẽ tăng lên. Ông Gary Ng bổ sung rằng Indonesia và Thái Lan sẽ là mục tiêu đầu tiên của các hãng xe Trung Quốc. BYD, XPeng và Geely đang bơm hàng tỷ đô la Mỹ vào Indonesia, Thái Lan và Malaysia nhằm chiếm được thị phần lớn hơn trong thị trường Đông Nam Á. Theo báo cáo tháng 1 của EI Parthenon thuộc Ernst và Young, doanh số bán xe điện ở Đông Nam Á dự kiến đến năm 2035 sẽ đạt từ 80 tỷ đô la Mỹ đến 100 tỷ đô la Mỹ, từ mức khoảng 2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2021. Theo Counterpoint Research, một công ty nghiên cứu công nghệ có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc, doanh số bán xe điện ở Đông Nam Á đã tăng hơn gấp đôi trong quý đầu tiên so với mức giảm 7% của ô tô chạy bằng động cơ diesel và xăng. Báo cáo nhấn mạnh, trong số này, Indonesia dự kiến sẽ là thị trường lớn nhất khu vực tính theo số lượng, với doanh số ước tính 4,5 triệu chiếc trong tổng số 8,5 triệu chiếc vào năm 2035. Đây là thông tin khiến các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc chú ý. Tại triển lãm ô tô ở Jakarta vào tháng 5, các hãng ô tô điện Trung Quốc cho biết sẽ ra mắt thêm nhiều mẫu xe hấp dẫn người tiêu dùng Indonesia. BYD chuẩn bị xây dựng một nhà máy trị giá 1 tỷ đô la Mỹ ở Tây Java, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2026. Neta đã ký thỏa thuận với công ty lắp ráp ô tô địa phương Hendo Indonesia Moto để sản xuất các mẫu xe điện cho thị trường quốc gia vạn đảo. Đại diện bán hàng của Neta ở Jakarta, Herman Chipucha nói với This Week in Asia, người dân Indonesia rất quan tâm đến ô tô giá cả phải chăng nhưng có công nghệ tiên tiến và tinh vi. Ông Herman Chipucha cũng cho biết nhu cầu ô tô điện tại Indonesia dự kiến tăng trưởng ổn định. Indonesia đang có kế hoạch tăng cường sản xuất xe điện trong nước lên khoảng 600.000 chiếc vào năm 2030, với mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất xe điện và pin qua việc tận dụng trữ lượng nickel đáng kể của nước này. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Indonesia, khoảng 17.000 xe điện đã được bán ở Indonesia năm 2023. Bất kỳ ai theo dõi giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 đều có thể dễ dàng nhận thấy logo của BYD, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, xuất hiện khắp mọi nơi với vai trò là nhà tài trợ chính và đối tác di động cho các trận đấu được tổ chức trên khắp các thành phố của Đức. Cùng trong tuần đó, Liên minh châu Âu EU đã áp thuế lên xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc. Như vậy nghĩa là một mặt, châu Âu vẫn chào đón các thương hiệu Trung Quốc, mặt khác họ lại thẳng tay trừng phạt các doanh nghiệp nước này. Những động thái này là điển hình cho cách ứng phó mâu thuẫn của EU đối với xe điện. Nỗ lực chống hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại và hệ quả là nó có thể phá hủy ngành công nghiệp ô tô hùng mạnh một thời của lục địa già.
chắc chắn việc EU tăng thuế sẽ gây khó khăn cho những gã khổng lồ xe điện Trung Quốc khi họ đang lên kế hoạch đưa các thương hiệu thâm nhập châu Âu. Ngày 12 tháng 6, EU tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung lên tới 38% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc, cộng với mức thuế 10% hiện hành, khiến tổng thuế cho bất kỳ chiếc xe điện nào mà các thương hiệu Trung Quốc đưa vào khối lên tới gần 50%. Động thái này diễn ra sau quyết định áp thuế 100% đối với xe điện nhập khẩu Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Chỉ một đòn đánh này, lợi thế về giá mà các hãng xe điện như BYD, Geely và NIO định sử dụng để buộc các thị trường châu Âu mở cửa và bắt đầu xây dựng sự hiện diện trên châu lục này đã bị xóa sổ. Xe điện Trung Quốc sẽ trở nên đắt hơn nhiều và EU sẽ thu được khoản thuế khổng lồ từ mặt hàng này. Không khó để hiểu tại sao quyết định này được đưa ra. Bruxelles lo ngại các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc sẽ lấn át ngành công nghiệp ô tô châu Âu, hiện vẫn sử dụng khoảng 13,8 triệu lao động, chiếm 6% tổng lực lượng lao động của khu vực và tạo ra 150 tỷ euro, 130 tỷ bảng Anh, kim ngạch xuất khẩu hàng năm. Người ta có thể tranh luận về việc liệu xe Trung Quốc được trợ cấp để có giá rẻ hay chỉ đơn giản là được sản xuất hiệu quả hơn, bởi các công ty đã nắm vững công nghệ một cách tuyệt vời trong thời gian ngắn, hoặc sự kết hợp của cả hai điều này. Nhưng thật khó để cạnh tranh khi các doanh nghiệp phải chịu mức thuế 50% cho mỗi chiếc xe bán ra. Vấn đề là chính sách này có thể sẽ phản tác dụng đối với EU bởi lẽ Trung Quốc sẽ có hành động trả đũa. Đã có những báo cáo cho rằng Trung Quốc sẽ đáp trả bằng thuế quan đối với các mặt hàng nhập khẩu chủ lực từ EU, đặc biệt nhắm vào các loại xe sang trọng, cao cấp bán chạy nhất ở nước này. Kim ngạch xuất khẩu xe sang của châu Âu sang Trung Quốc đạt 18 tỷ euro mỗi năm, và thậm chí nhiều tiền hơn được đầu tư vào các hoạt động liên doanh địa phương, điều sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất xe châu Âu. Thuế quan cũng có thể được nhắm vào các mặt hàng quan trọng khác của EU như sữa và nông phẩm. Trung Quốc không phải là không có một chính sách thương mại mạnh mẽ hoặc chậm chạp trong việc bảo vệ các ngành công nghiệp của họ. Các doanh nghiệp EU khó tránh khỏi việc phải trả giá đắt và cuối cùng sẽ bị loại khỏi thị trường lớn nhất thế giới. Xe điện vẫn là một công nghệ mới và cần phải có những cải tiến lớn về quãng đường lái xe, thời lượng pin, trọng lượng xe và hơn hết là giá cả nếu chúng trở thành phương tiện di chuyển tiêu chuẩn. Điều đó sẽ chỉ xảy ra khi có sự cạnh tranh khốc liệt giữa nhiều công ty khác nhau. Ngay cả khi được nhà nước bảo hộ, các nhà sản xuất xe châu Âu sẽ dần dần kém cạnh tranh hơn trên thị trường toàn cầu, nơi họ không thể trốn sau các bức tường thuế quan. Trong bối cảnh đó, EU sẽ phá hủy một trong những ngành công nghiệp lớn nhất và chiến lược nhất của chính mình. Xe điện Trung Quốc sẽ vượt mặt Tesla ngay trong năm nay. Trong báo cáo phát hành mới đây, các nhà phân tích Counterpoint nhận xét sự thay đổi này cho thấy tính chất biến động của thị trường ô tô điện toàn cầu. Theo ước tính của CNBC, doanh số xe thuần điện của BYD trong quý 2 tăng gần 21% so với một năm trước, lên 426.039 đơn vị. Trong cùng kỳ, doanh số của Tesla giảm 4,8% xuống 443.956 xe. Năm 2023, tổng sản lượng của BYD bao gồm xe thuần điện và xe hybrid đạt hơn 3 triệu xe, cao hơn sản lượng 1,84 triệu xe của Tesla năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, BYD sản xuất 1,6 triệu BEV và 1,4 triệu xe hybrid nên vẫn chưa vượt qua hãng xe điện Mỹ về doanh số xe thuần điện. BYD cũng để mất ngôi vương xe điện nói chung vào tay Tesla trong quý đầu năm nay. Theo Counterpoint, Trung Quốc vẫn thống trị trên thị trường BEV và BYD đang dẫn đầu. Doanh số BEV tại đại lục ước tính cao hơn 4 lần Bắc Mỹ năm 2024. Hãng nghiên cứu dự đoán Bắc Kinh tiếp tục nắm hơn 50% doanh số BEV toàn cầu cho đến năm 2027 và bằng doanh số Bắc Mỹ, châu Âu cộng lại vào năm 2030. Tháng trước, Liên minh châu Âu thông báo sẽ đánh thêm thuế đối với xe điện Trung Quốc từ ngày 4 tháng 7. Cụ thể, ba hãng xe BYD, Geely, SAIC gánh thêm mức thuế mới lần lượt 17,4%, 20% và 38,1%, chưa kể thuế tiêu chuẩn 10% đối với xe điện nhập khẩu nói chung. Theo Phó Giám đốc L.I.S. Lee của Counterpoint, mức thuế mới của EU nhằm tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà sản xuất ô tô điện châu Âu, vốn đang vật lộn để cạnh tranh với lựa chọn xe Trung Quốc giá rẻ. Điều này có thể đẩy các hãng xe Trung Quốc hướng đến các thị trường mới nổi như Trung Đông, Châu Phi, Mỹ Latin, Đông Nam Á, Australia và New Zealand. Doanh số BEV thế giới dự kiến đạt 10 triệu đơn vị vào năm 2024 trong bối cảnh doanh số xe động cơ đốt trong liên tục sụt giảm. Nó được thúc đẩy nhờ vào những nỗ lực nhằm cải thiện hiệu quả chi phí và giá bán của xe điện và pin xe điện. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!